Anh có ship người luôn không ạ? À? Anh cho đi nhờ một đoạn được không? Em cảm ơn nhá. Mất đáng thương. Con gái bây giờ tự tiện thật đấy. Thế thôi, trả anh đấy. Anh đùa đấy. Cứ để đấy cho ấm. Em cảm ơn anh nhá. Hôm nay điện thoại em hết pin, em cũng không mang theo tiền mặt nữa. Nếu mà không có anh, chắc là em đi bộ về mất. Của em hết 100k. Tiền xe thì anh không lấy, anh chỉ lấy tiền ôm thôi. Anh chỉ lấy tiền ôm thôi. Thế nhưng mà thì anh đợi em một chút nhá. Em chạy lên nhà lấy tiền rồi xuống gửi anh ạ. Anh đùa đấy. Thôi anh về đây. Từ từ. Thế thì coi như là em nợ anh đi. Còn anh tên gì ạ? Anh tên là Mạnh.